Dạ, kênh Bonsai Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Cũng mời quý cô chú bạn giao lưu chỗ hình như là Sóc Trăng. Hôm nay mà cô chú bạn giao lưu là phôi là lớn nè, phôi bự, để nổ cũ không, phù sụ hết trơn. Để được không? Rồi mình đến đại kiện hình như là Sóc Trăng thì cô chú anh chị xem mình ý thế nào, liên hệ chỗ nhà vườn giúp kênh em quý cô chú gì bạn. Rồi, clip mắt nhà cô chú mình chờ đợi nha. Thì gọi em chào chị. Dạ, nhà vườn Quỳnh Như chào quý cô chú anh chị ha. Cần Sa yêu cây kiển mọi miền Tổ quốc ha. Hôm nay đến nhà vườn Quỳnh Như thì em đem về một số mai cây, nói chung cây quái ha quý cô chú anh chị. Số điện thoại của em thì 0378440035, đó là số Zalo nhà vườn Quỳnh Như quý cô chú anh chị. Mong quý cô chú anh chị xem kênh ủng hộ cho vườn em ha. Lô này cây em đẹp á. Em về được mười mấy cây phôi á, với được 2 cây tàn ha quý cô chú anh chị. Em vô cây số 1 không mất thời gian quý cô chú anh chị. Cái này mai, lô mai này em đem về là làm như nó xù da me ha cô chú anh chị. Nhưng mà em bán cây thường thôi. Và em vô cây số 1 ha. Lô này nó xù chẳng xù da me chứ. Điều chứ. Rồi em vô cây số 1 em được chiều cao. Rồi em báo mét 6 mà em tính mét rưỡi ha cô chú anh chị. Cây này nó cũng em cắt cái tàn hơi cun cun vô nè. Cô chú anh chị về mình cứ nuôi lại ha. Thì mau chơi lắm. Rồi em đo hoành thân của cây. Đây em đo vị trí này 51 ha quý cô chú anh chị. Dạ, cây này cây nó xiên xiên ha. Nhưng mà thật sự là nó xù thật sự ha. Nhưng mà em bán cây thường thôi. Cây nào khi nào nó bọng lũa thì em báo ha. Nó không bọng lũa thì em không có báo cho anh chị mình ha. Cây số 1 để em đo thoát thân cho anh chị mình. Thoát thân đo miếng này đi. Rồi 39 em đo đường kính bầu của cây. 55. Cây số 1 em giao lưu với quý cô chú anh chị giá là 4.900.000. Em bao ship tới nhà cho quý cô chú anh chị ha. Mong cô chú anh chị xem kênh ủng hộ cho nhà vườn Quỳnh Như ha. Rồi em tiếp cây số 2. Cây số 2 là cũng là cây mai vàng hả cô chú anh chị. Cây này có dáng thú thú ha cô chú anh chị. Để. Dạ, đế này, lô này đế đẹp á anh chị. Để điều. Gốc nở. Dạ. Em đo như vậy khi nào cây nào nó bọng lũa thì em báo ha, không có bọng lũa thì em không có báo. Chỉ cành quá đẹp ha. Dạ. Cây này nó có chỉ cành hết. Rồi em đo chiều cao hả anh chị. Em đo chiều cao nó 1m lẻ mà em tính 1m thôi. Em đo tới vị trí này. 1m lẻ 9 em tính 1m. Em đo thoát thân của cây 39. Em đo hoành thân của cây ha. Em đo chỗ này thì em đo 2-3 vị trí cho anh cô chú anh chị mình dễ tham khảo. Rồi em đo vị trí là 52. Dạ. Em đo lên eo. Eo nó 36. Em đo được kính bầu của cây 60. Cây số 2 hay cô chú anh chị. Đây là điều. Cây số 2 em giao lưu với anh chị giá 7.900.000. Em bao ship tới nơi, số 2. Rồi em đổi cây số 3. Cái này nó bỏ đế đều ha anh chị, nó không có bọng lũa chỗ nào. Rồi em tiếp cây số 3. Cây số 3 cây này nó hơi xiên xiên. Cây này gì anh chị cứ trồng á, rồi cái sữa dán là giùm em cũng được ha. Sữa dán hơi đứng đứng lên cũng đẹp. Nhưng mà cây này nó nằm nó như con ếch mà nói chung là nó đẹp. Dạ. Bá luôn. Nó có cái ức ở dưới này dữ lắm luôn. Ức mập ú. Cây số 3. Anh chị mà xem không rõ thì cứ liên hệ với em á. Em gửi chi tiết bổ sung thêm cho anh chị mình ha, tham khảo thêm. Học nở không? Em cắt cái tàn này cũng có cái tàn cun vô cho anh chị mình. Em đo cây này em báo là từ cái thân này xuống đó là 1m7. Mà em đo từ cái mặt bầu lên tới đỉnh là khoảng 1m9 ha. Em đo thoát thân của cây. Thoát thân của cây 52. 52 em đo vị trí này. Còn xuống tới đây thì 69 ha. Em đo 2 vị trí cho anh chị mình dễ tham khảo. Mặt ú ghê gớm. Dạ. Ú nu. Cái lưng chà bá luôn, cái lưng như con ếch thiệt luôn á. Nè dưới này nó không có thiếu gì ha anh chị, nó có cái ức luôn á.
Rồi em đo hoành thân của cây đi, em đo hai vị trí. Rồi em đo vị trí này 52. Rồi em đo này thật ra là có cái củ thiệt luôn á ha. Em đo gì là cái củ nó 1 mét ha anh chị. Rồi để em quay một vòng. Đó em đo gì là 1 mét nè. Rồi để em chỉ cái vấn đề chỗ này ha anh chị. Chỗ này hồi xưa nhà vườn người ta cũng đã xử lý ha anh chị, nhưng mà em có coi rồi nó không có gì hết ha. Em để như vậy, dạ nó bình thường. Rồi cho nên em không có xử lý gì hết. Rồi để em đo đường kính bầu của cây. Là cây số 3. Đường kính bầu của cây là 66 ha anh chị. Cây số 3. Em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 19 triệu. Em bao ship tới nơi ha. Rồi em đổi cây số 4 ha anh chị. Rồi em tiếp cây số 4 ha. Cây lực không? Lâu này cây lâu năm. Có 20 năm lên. Kêu nó kêu khỏi nó qua mượn nó khiêng đứng hoài cho nó. Kệ cho nó phụ đi. Nghiệp nó. Cây số 4 ha anh chị, cây này cây số 4. Đây em đo chiều cao. Chiều cao nó 1m20 cô chú anh chị. Chiều cao 1m20. Ồ cái đế nè. Dạ, cái đế đẹp lắm. Em bứng cái này đẹp. Rồi em đo thốt thân của nó 42 ha anh chị. Cái cây này em cũng nói như vậy đó ha. Cái này nói chung là nó như là một chực một bay vậy nè. Vì anh chị mình cứ trồng vô chậu á, cái sửa sửa lại giúp em ha. Thì nhà em nếu em để hay gì thì như một chực một bay vậy. Nó đẹp. Để bữa nè. Hôm nay em mua cũng không có cây, em móc móc lại mới được quay lên. Để gồm cũ chậm bay. Dạ. Đế dữ lắm luôn. Rồi em đo hoành thân của cây. Em đo hai ba vị trí cho anh chị mình ha, để dễ tham khảo cái cây. Đây em đo vị trí này 53. Hoành 53. Em đo chặt chặt giống như gì đây. Em đo bỏ bớt đi. Em đo như gì là 94 ha cô chú anh chị. Em đo chặt chặt. Em đo lên cái thân hoành thân của cây. Em đo ba vị trí cho anh chị mình dễ tham khảo. Thì lên keo. Dạ, em đo lên cái eo nhỏ. Đây, cái eo nhỏ này là 44 ha anh chị. Đây, đường kính bầu. Đường kính bầu của nó 72. Cây số 4 ha anh chị. Em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 19 triệu. Là cây số 4. Cây không bọng không lũa ha. Khi nào bọng lũa thì em báo ha anh chị. Dạ, nói chung em mua lô cây này vậy? Thật sự là đẹp. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là cái giá em lời meo thôi, đang bán cho mau á. Rồi em tiếp là cây số 5 ha. Cây này đẹp, đế quá trời, đế cũ. Đây tiếp tục. Cũ đế. Dạ, cây số 5 ha anh chị. Cái lô này em nói thiệt là em mua cái giá nó cũng hơi cứng thôi, vì em giao lưu cái giá cũng không có cứng cho cô chú anh chị đâu. Mỗi cây em lại không có nhiều đâu. Nó đã lên xù da me nè, nhà vườn đã biết hết á. Em thấy nó xù da me em cứ mua luôn á. Còn dưới đây thì xù, cũng xe me kẹo chứ. Dạ. Góc rễ đều. Không có vậy me chia đều chứ. Đều ghen. Rồi em đo chiều cao hả anh chị. Đây em đo chiều cao gì là 1m22 là từ đỉnh tới mặt bầu ha. Em bỏ từ mặt bầu em đo tới cái cổ rễ là 1m1. Em đo xuống tới mặt bầu thì 1m20. Em đo thốt thân của cây. Thốt thân của cây là 59. Và em đo đường kính bầu của cây, lát em đo hoành thân sao. Kính bầu của cây 75. Cây này thật là xù da me á anh chị. Hết gốc luôn. Dạ. Đây tí nữa em chỉ cái vấn đề chỗ này. Cái chỗ này nhà em cũng đã có coi ha, tại cây hơi mắc tiền thì em mua em cũng có thử rồi ha, không có gì hết anh chị. Hồi xưa có cái cây nhỏ ha. Rồi nhà vườn người ta lấy ra rồi nó có thẹo vậy thôi. Rồi em đo hai ba vị trí cho anh chị mình ha. Em đo chỗ này đi. Dạ, em đo chỗ này là 68 ha anh chị. Rồi em đo xuống cái dưới này một chút là 70. Em đo lên cái eo nhỏ của nó. Em đeo cái eo nhỏ nhất của nó. Eo nhánh. Là 46 nha anh chị. Thân 46. Dạ. Cái này đế nó bỏ đều hết. Cây đẹp á.
cái lô cây của em, lô cây đợt này đẹp thiệt luôn á. Cây số 5. Em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 20 triệu ha. Em bao ship tới nơi cho anh chị mình luôn. Hồi nãy thì cây này em có báo là nó chỗ này tí ha, là có cây nhỏ hồi xưa nhà vườn người ta lấy ra. Nhưng mà cây mắc tiền thì em mua em đã có coi rồi, nó không có lũa vô tới trong hết anh chị, tí ra ngoài thôi nó sành. Này sụ da me anh chị. Dạ sụ cũng nhiều. Dạ. Ở trên nách đây cũng sụ nhóc. Dạ, rồi em tiếp cây số 6 ha anh chị. Dạ, phép đổi cây. Dạ. Cây số 6. Cây số 6 này cây không cao luôn. Quá trời cái củ trồng do. Để quay không dạng trước ha. Cao. Chơi cái thằng dù cao là ok luôn. Thằng dù trên đi cành rất đều luôn. Cái này về mình nuôi không bao lâu có cái tàn hả anh chị? Có cái tàn à, chơi à. Này chơi thằng dù được okay. Dạ, luôn. Này chơi thằng dù được. Thằng dù bự luôn. Mấy anh chị nhìn thấy à, cái chủ vườn của anh vườn này nè, cái cây này anh ghi để sẵn cho vợ anh nhà bán nè, anh để giá 15 triệu á. Nhưng mà cây này nghĩ sao bán tới 15 triệu, bởi vì em mua cái lô cây này em bán, em giao lưu với anh chị mình lời gắt meo á. Đó anh để sẵn cho vợ nhà bán á. Dạ. Quá thiệt lấy củ, dạ. Đập bá luôn. Rồi em báo câu cây này 2m2 thôi hả anh chị? Cao. Chiều cao 2m2 thôi nhưng mà có hơn á. Em báo 2m2 thôi. Chiều cao 2m2. Dạ. Tốt anh. Nhưng mà có hơn 2m2 á anh chị ơi. Đây em đo chiều cao của nó, em đo như vậy là 1m. Em đo xuống tới cái mặt bầu là 1m1 ha. Em đo tới cổ rễ thì 1m. Rồi em đo hoành thân của cây. Đây em đo vị trí này 45 ha anh chị. Rồi em đo nguyên cái củ của nó. Cái này là có củ thiệt á anh chị ơi. Em đo củ cho bá luôn. Em đo như vậy. Em bỏ bớt luôn á. Em đo củ gì là 1m15 ha anh chị. Đó. Thật sự là cái củ thiệt luôn á. Quấn quấn sồn. Dạ cái này hồi xưa chú nói ông già của chú là chồng là ông sắp đế á, sắp đế sẵn luôn á. Bây giờ nó mới đẹp như được gì á. Quấn củ tròn vo. Dạ, rồi em đo đường kính bầu. Rồi đường kính bầu của nó 85 ha anh chị, phải không? Em. Không không. À, 68 anh chị ơi, đường kính bầu của nó 68. Cây số 6. Em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 12 triệu á. Mà nhà vườn tôi để tới giá 15 triệu á. Rồi em đổi cây hết anh chị. Giá 12 triệu cây số 6. Tiếp theo qua cây. Em tiếp cây số 7. Cây số 7. Đó luôn là cây lớn lớn rồi. Dạ, lô cây đợt này lô cây lớn. Cái thân cây thấy nó nhỏ thật chứ nhưng mà cây này có bộ đế đẹp. Chỉ cành là đều. Dạ, cái này chỉ cành đều. Dạ, thật cây lớn. Xung. Cây này em báo chiều cao 1,5 m ha anh chị. Em báo 1,5 m. Chiều cao 1,5 m. Để rồi, em đo thoát thân của cây. Thốc thang của cây 39. Rồi em đo vị trí này 47 ha anh chị. Em đo xích lên tí để cho anh chị mình. Lên đây em đo lên đây 41. Dạ, cái này nó cái củ này nó cũng nở lắm anh chị. Nhiều khi em đo mai già anh ngại đo củ nhưng mà có củ thiệt em mới đo á. Rồi em đo gì là 70, cái củ nó nở của nó. Rồi em đo đường kính bầu của nó 70 luôn. Gốc nở. Cây số 7. Để đi bầu. Dạ. Nguyệt to to. Có đầy đủ lót đầy đủ. Hiện lực cây nở cho bá. Cây số 7 em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 11 triệu. Em cũng bao ship tới nơi cho cô chú anh chị mình. Rồi em tiếp cây số. Đấy, em tiếp cây số 8 nha anh chị. Okay, rồi em tiếp là cây số 8.
Cái cành cũng ok, cũng khá là đẻ được. Này gì mà trông đứng là được hết chứ. Anh chị mình thử xem em quay có hơi lẹ ha, là sao không gõ ha. Thì anh chị cứ kết bạn Zalo cho em gửi chi tiết thêm quanh Zalo cho anh chị mình tham khảo thêm ha, bổ sung thêm. Cây này về anh chị cứ trồng cứ sửa là vẫn được ha. Tại vì cái cây này lúc trước chú nó nói ổng để nó hơi xiên xiên theo cái bờ đó. Rồi, chiều cao nó 1m8 nha anh chị. Em báo chiều cao 1m8. Chiều cao 1m8. Vậy anh chị cứ trồng cứ sửa lại giúp em ha. Rồi, em đo thoát thân của nó là 65 tới mặt bầu. Em đo tới cái thân cây của nó thoát thân nó thì 47. Em đo đường kính bầu 65. Để vậy, có bắp bự bự không? Dạ, em đo hai vị trí ha, cô chú anh chị. Em đo vị trí này á là 47. Em đo 47. Em đo xuống cái cũ nó một tí 68. Em đo xuống, nãy em đo cái chỗ cái bộ ghế này, em đo xuống cái cũ nè. Cái cũ này em đo lửng lửng thôi chứ em không có lấy hết cũ đâu ha. Em đo như vậy là 83. Em đo lửng lửng cái cũ thôi á. Bự. Dạ. Cái chỗ này ha, chỗ này cũng có cái nhánh chủ vườn người ta biết chơi, người ta xử lý á, rồi về em tha keo nó lành ha anh chị, không có mục không có gì hết. Em đã xử lý hết. Nó xanh bình thường. Dạ. Tôi. Tại vì cây em mua cũng hơi có giá một tí á, nhưng mà chỗ nào nó bị có thẹo có mục là em phải coi kỹ vô đó em mới mua á. Củ to. Cây số 8 hay cô chú anh chị. Cây số 8 em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 11 triệu. 11 triệu cây số 8. Ok, dáng hay siêu nhẹ nó trồng đứng cũng được. Này siêu nhẹ nhẹ. Vậy anh chị cứ trồng á cái chỉnh sửa lại giúp em ha. Tại này cái chú đó ông trồng theo bờ mương á. Dì Khánh nó cũng ok. Rồi em tiếp cây số 9 anh chị. Cũng đều đều. Cây này dốc luôn, nó xù luôn. Để xù lư cho me vậy, lư. Anh nó dốc cây. Cây này nó cũng xù da me anh chị. Dốc là xíu. Dạ, cây này dốc là nhỏ xíu luôn. Chỉ cần cây này sáng. Anh chị về giả sử cắt xuống nó cũng như một măng luôn, cắt tới miếng này nó cũng vẫn đẹp. Miếng này nó cũng vẫn đẹp ha, nhưng mà em để phong cao cho anh chị, mình cứ thích cao để cao, không thích thì về cứ cắt xuống ha. Đây ngay miếng này em thấy cũng đẹp nè. Nó cũng gió, nhưng mà em để cao lên. Để lên cũng được, cái cành nó cũng sát sát không. Dạ. Thì cây thì em bên em thì em cũng sửa, cũng sạch cây rồi, về anh chị cứ chỉnh sửa tí nữa là chơi được rồi. Rồi em đo chiều cao. Ngồi đế này quá trời. Đặt luôn. Để đặt. Rồi em đo chiều cao 1,5 m ha anh chị. Em đo thoát thân của cây. Thoát thân của cây 52. Rồi xuống tới với mặt bầu của cây là 69. Em đo trên bộ rễ thì 52. Rồi em đo hoành thân của cây. Em đo vị trí này 60 ha anh chị. Em đo lên tí nữa. Rồi em đo vị trí là 50. Em đo chạc xuống cái củ nở của cái cây đây. Để dễ quá trời. Dạ. Em đo nó này nó có cái củ nữa đó anh chị. Rồi củ nó như vậy là 98 hả anh chị. 98. Để bành bành. Dạ, em đo đường kính bầu của cây 70. Cây số 9 anh chị. Cây số 9 em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 18.500.000 ha. Đây có chỗ này nữa ha anh chị, có cái lỗi chỗ này. Cái lỗi chỗ này cũng em cũng đã xử lý ha. Nói chung là cây này em mua kỹ lắm, em mua cái giá tiền nó hơi cao quá, nhưng mà em vẫn coi kỹ cây em mới mua á. À, xử lý theo keo. Dạ, em có lấy đục em đục thử thì nó đã đỏ ở trong rồi. Tại cây hơi có giá tiền tí thì em phải coi cho kỹ. Cây này em kêu bằng sùi da me ha anh chị. Dưới gốc xù hết luôn. Là cây số 9.
Cây số 9 em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 18.500.000. Em nói thiệt mai vàng thì nói chung là nó xù thì có xù nhưng mà ít có đế đẹp lắm. Em mua cái giá trong vườn thì cũng hơi cứng vì em giao lưu với cô chú anh chị mình em lại meo á. Rồi em tiếp cây số 10 ha. Đế đẹp. Đừng có xù đế thư sẽ gỏng. Em tiếp cây số 10. Cây hay lắc lắc nhẹ. Cây số 10 này cây phong cao hả anh chị? Cao. Chỉ cành nó đều. Cây này cao ạ. Hai mét mấy miếng. Cao. Cây này chiều cao nó khoảng 2 mét rưỡi anh chị. Em cũng báo ha, em cũng có đo tham khảo rồi, em báo 2 mét 4 thôi. Em cả báo chiều cao của cây này là 2 mét 4. Đó để cũng cục. Dạ. Này em để cái thước cái gì là anh chị thấy ha, 1 mét rưỡi á. 2 mét rưỡi em có đo rồi nhưng em báo 2 mét 4 thôi đó. 1 mét rưỡi tới miếng này ha. Rồi em báo 2 mét 4. Rồi em đo thoát thân của cây. Em đo ngang cái chỗ cái eo cây là 39. Em đo xuống tới cái bộ đế của cây ở dưới á, cái vàng dưới này là 65 ha. Em đo 2-3 vị trí cho anh chị mình dễ xem. Là 65, em đo ngang đây là 39. Rồi em đo hoành thân của cây ha, vị trí là 57. Em đo xích lên tí nữa. 47. Em đo cái củ của cây nè. Nó nằm chà bài cũng như con ếch thiệt luôn á. Đây, em đo vị trí này là 97 ha anh chị. Đây em đo được kính bầu. Kính bầu của nó là 69. Cây số 10. Cây số 10 em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 12.500.000. Đây em chỉ ha, cái cây nó xiên nhưng mà dưới này nó có một củ một cọng rễ chà bá dưới này nè anh chị ha. Nó không thiếu luôn á. Nó có nhiều cái dạ có cái ức nó chịu luôn á. Cây này cũng là xù ha cô chú anh chị. Xù với dạ, nhiều. Dạ, dạ nó xù xù với đế nhiều. Đồ này nó xù dạ. Trên nách nó hơi bể bể nhẹ. Cây số 10 em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 12.500.000. Rồi em tiếp cây số 11 ha. Đấy, cái củ. Cái củ. Đó, có cây số 1 nhiều. Nở rồi. Cây này nó cũng xù anh chị. Nó đang lên lên xù da me. Nó xù đế rồi xù xù nách luôn, xù theo nách cây này luôn. Cây số 11. Lên xù nách từ lưới. Dạ. Chỉ cành nó quá trời luôn, kẹo sát sát. Cây số 11. Quá trời chi cành. Cây số 11. Rồi em xin phép đo chiều cao. Chiều cao nó là 1m9 ha cô chú anh chị. Em báo chiều cao 1m9. Chiều cao của cây là 1m9. Rồi em đo thoát thân của cây. Em đo thoát thân của cây vị trí này 39. Em đo xuống tới dưới bộ đế của nó dưới này luôn là 58. Rồi em đo hoành thân của cây ha. Em đo vị trí này đây. Dạ. Đây em đo vị trí này 55. Em đo chạc xuống một tí ha anh chị. Em đo chạc hay gì là 66. Em đo 3 vị trí luôn cho anh chị mình dễ xem. Em đo lên đây là 41. Đường kính bầu của cây 56. Lúc nở thì gãy đều. Nở thì sợ luôn cái này. Nói chung cái già lô cây này em mua thật là đẹp thật luôn á. Lô nữa nó xù da me, nó xù đế hết rồi. Cây số 11. Em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 10 triệu ha. Nhưng mà những mà mấy nách cây này nó cũng đã có xù hết anh chị. Nó xù hết. Đang xù hết chứ. Dạ. Nó bể ra. Bể rồi, nó đang bể xù.
Rồi, em giao lưu giá 10 triệu cây số 11. Rồi em tiếp cây số 12. Cây số 12 clip cũ em còn. Chị chẳng là điều chứ. Sắc sắc không? Cây số 12. Cây này cái bông đẹp ha anh chị. Bông là đẹp lắm. Còn cái lô mai vừa rồi là bông là nó bông cái đó mai xưa ha. Chỉ có 5 cánh thôi đó anh chị. Đi gần sắc sắc sắc. Có cái mai này là bông đẹp, em báo bông đẹp ha. Để nó cũng lực lực. Còn cái mấy cây mà lô mai em vừa quay vừa hồi trước nãy á, là vì anh chị có ghép cũng được. Nói chung là nó có 5 cánh thôi. Rồi em đo chiều cao. Là cây số 12 ha. Em báo chiều cao nó 1,5 m. Nó bỏ chi cành đầy đủ hết á, anh chị. Chi cành quá trời kẹo. Dạ, cây này bông đẹp ha anh chị. Rồi em đo vị trí này 42. Em đo thoát thân của cây. Kính bầu, kính bầu. À, ý là đừng kính bầu, em nói lộn. Đừng kính bầu cây 57. Em nói lộn, cái này nó không có thoát thân cây, nó chi cành nó ra đầy đủ hết. Cây số 12. Em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 6 triệu ha. Em bao ship tới nơi. Cây này clip cũ em còn. Cây này cây bông đẹp á anh chị. Đẹp quá trời. Rồi em đổi cây ha. Cây số 13. Một cây quá. Ê má ơi. Em có cây tứ quý nữa đó anh chị, em quên rồi, em cũng quên nói. Một cây quý quá. Chỉ cạnh trên có một quê điệu. Cây này cây số 13 ha cô chú anh chị. Cây này em thấy em mua nó bị lũa ha. Bị lũa em báo lũa nhưng mà em thấy nó có duyên như là nhịp cầu chi ăn gì đó. Em thấy nè, em thấy thường thường em bán mấy cây này cũng được á. Dạ nó quái quái à, anh chị. Đây nó bị lũa chỗ này ha anh chị, đó nó bị lũa gì đó, bị bọng luôn á, nhưng mà em đã xử lý ha, cứng hết ha anh chị. Lũa bọng lâu năm dữ. Dạ lâu năm mày, nó đã lành hết rồi. Lâu năm thì già cái dạ. Tháng này. Nhánh cái bự cái này mà biết lũa lâu lắm. Rồi em đo chiều cao của cây ha. Rồi em đo chiều cao của cây 1m20. 1m30 là em đo từ cao từ mặt bầu xuống tới đỉnh ha. Rồi em đo ngang cái eo này là 1m ha cô chú anh chị, ngay chỗ này, thân này là 1m, xuống tới dưới là 1m30. Rồi em đo hoành thân của cây ha anh chị. Em đo thốc thân của cây cái này. Thốc thân của cây 40. Đây em đo ở đây. Xù với me hết. Dạ xù với me. Đây em đo vị trí này 35. Nói chung là em không biết đo cây này ra sao luôn đó. Dạ. Em đo gì đi? Là 51 ha anh chị. Nhưng mà cái này với cái này nó dính với nhau ha, chứ không phải nó gợi nha anh chị. Đây nè. Dạ cái rễ này nó xuống đây nè. Nó có một mọc lên một cây mà tại nhà em xử lý bỏ đó. Em thấy xử lý nó có duyên hơn. Chị chừa làm cái đuôi cũng đẹp. Dạ em chừa là như gì nè. Chứ nó có cái cây lên nữa. Cây này em giao lưu giá bèo với cho cô chú anh chị à. Cây số 13. Em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 3.900.000. Em cũng bao ship cho anh chị mình luôn. Lũa tháng tháng. Em thấy nó xù mà nó có duyên nè em mới mua đó, chứ kiểu mà bọng như gì lũa gì em đâu có mua làm chi. Thấy nó có duyên á. Khéo không? Dạ. Nó lũa mà nó có duyên. Khéo cây. Rồi em đổi cây hả anh chị. Em tiếp là cây số 14. Số 14 là cây này. Cây số 14 của em là cây này, cây mai tứ quý ha cô chú anh chị. Phóng bài. Tứ quý. Tứ quý này anh chị mình cứ để gì là chơi vẫn được, sửa lại dày, cắt bỏ dài cái cành thôi.
này em để như là một chực một ba, em thấy nó có duyên sao đâu á. Một chực một ba. Dạ. Để điều. Để điều sát sát. Một cặp luôn. Em thì em báo vậy, chắc cái cây này nó hai thân nhưng mà em thấy em gị ra nó dính liền với nhau luôn á anh chị. Thì em báo như vậy đi, về anh chị cứ coi lại ha. Hay là như tỷ có thích nó thì kêu em gọi trực tiếp cho anh chị mình cứ xem ha. Đây cành bự bự không? Đây em đo chiều cao của cây. Chiều cao của cây em đo vị trí này là 99. Em đo hoành thân của cây. Cái này già dữ. Dạ, cây này già lắm rồi. Em đo vị trí này 45 hả anh chị? Em đo hai thân của nó coi. Hai thân của nó là 63. Em đo cái thân bài bài của nó ha. 37. Em đo đường kính bầu của cây 65. Em đo thoát thân của cây 39. Cây số 14 của chú anh chị. Em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 14 triệu ha. Em cũng bao ship tới nơi cho cô chú anh chị mình luôn. Cây số 14 giá 14 triệu. Đế kẹo chứ. Bình bạch. Cây này nhìn nó có duyên á anh chị, nhìn thấy nó vậy có duyên lắm. Cây cành bay. Hôm nay em cây này em bứng cũng khoảng 10 ngày nó kéo nhựa rồi. Em còn hai cây tàn đấy anh chị, là tổng cộng em 16 cây ha. Cây tàn mới, cây tàn cũ clip rồi em có bán. Mà em giao lưu không thành công, xa quá. Rồi em tiếp, em còn lại hai cây ha quý cô chú anh chị. Hai cây tàn. Hai cây tàn. Đấy. Đây cây tàn này em báo như gì đây ha anh chị. Em cũng có mua gì em cũng có đo thử rồi. Em báo gì là 3 mét đi. Chiều cao nó hơn mà em báo 3 mét thôi. Tán ngang 2 mét. Thoát thân của nó mét rưỡi ha anh chị. Đây thoát thân của nó đúng mét rưỡi luôn á. Tại cũng có mấy anh chị hỏi em mà mua cây tàn dù nè. Rồi em cắt gì em để gì cho anh chị mình có thích chơi tàn dù thì chơi. Nếu không thích tàn dù kêu em hạ xuống em cũng hạ cho. Nếu em hạ xuống thì em bớt tiền xuống cho anh chị ha. Còn nếu em để gì thì em giao bằng giao lưu cái giá lát em báo. Để em nhờ em nhờ anh này anh đi vòng vòng giúp em tại vì lên bằng quay không được. Đế này quá trời kẹo. Dạ. Đế bỏ đều hết anh chị đây nè. Xác em bứng hôm nay cũng khoảng 7-8 ngày rồi không có cây đăng đó, cái em mới ủ sơ dừa và đủ cây cái em đăng lên. Quá trời. Dạ. Nói chung cái dàn đế của nó, dàn rễ của nó là bỏ đều qua hết luôn nè. Bên này em không có cắt rễ bỏ ha. Dạ, ta dời, người ta bứng dời cái em mới mua. Người ta dời xong em mới bứng lại nè. Bứng lại, nói chung là nó yếu, nó bỏ sơ dừa tí thôi. Chỗ nào cát nó bị chảy xuống á. Rồi em ấy sơ dừa vô. Thằng dù thằng do luôn. Dạ. Để thì hay bị khủng nè. Cũng có mấy anh hỏi em cái vấn đề thằng dù đó. Em để á, nếu mà anh chị nào không thích thằng dù thì em cắt bỏ. Rồi đem đo hoành thân của cây cái cho anh chị. Chỗ này không có gì hết nha anh chị. Nói chung là cây này chủ vườn ta cũng biết chơi, ta sửa. Ta sửa hồi từ nhỏ tới giờ nó lành này. Ta sửa thành một cốt. Dạ, thành một cốt. Làm cốt thẳng luôn. Dạ. Đây em đo vị trí này 54 nha anh chị. 54. Em đo xích lên đây một tí nữa. Cũng 50. Em đo xích lên cái eo nhỏ của nó là 39. Rồi để em đo cái đường kính bầu của cây. Nói chung cái cây này là đặc dữ lắm luôn á ha. Đường kính bầu của cây là 90 ha anh chị. Rồi em bỏ nguyên cái dàn đế của cây thử ra. Tại vì cây này nhà em bứng lên là em không có cắt cái rễ bỏ nha. Đây, lát anh đi vòng vòng giúp em. Đó, em để như vậy là một thước dây. Cứ khoảng là cái đường kính bầu nó khoảng 3 mét ha anh chị. Nói chung cái dàn đế nó giữ trời luôn á. Rồi em không có cắt. Dạ. Đó, nguyên cái như vậy nữa nè. Đó là em báo 2,5 mét thôi ha. Tại cộng dây thứ dây là 1,5 mét, nhưng mà qua đó em báo thêm mét là 2,5 mét thôi. Thú vị luôn. Dạ. Bao hơn 2,5 mét. Dạ. Dạ. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị em để tàn gì em đi ha. Là em bao 300 km thôi là em bao cho cô chú anh chị mình giá 22 triệu.
em 2 triệu. Dạ, khi nào nếu anh chị có thích cây này mà em cắt tàn xuống á thì em bớt xuống cho anh chị mình được ha. Đứng quét. Rồi, em còn cái cây này hả anh chị? Cây này cũng có mấy anh khách hỏi nhưng mà chả chưa đủ vốn em không có bán được á. Thì em cũng báo là chiều cao á, đợt rồi em báo rồi hay gì đó. Chiều cao 3,5 m, tán ngang 3,5 m đi. Ờ. 4 m mấy. À 4 m em báo chiều cao đúng rồi. Em quên đó, chiều cao làm như 4 m, tán ngang 4 m á. Chiều cao hơn 4 m nữa đó anh chị. Đúng rồi, cái đó lên hơn. Dạ. Cao tại lắm. Vì cao có lắm. Anh chị có hỏi của em nhưng mà cái giá em mua có hơi cao rồi, tiền ship nặng quá em không giao lưu được ha. Biết nè em giao lưu lại. Tiền xe thì em cũng có hỏi rồi, hôm rồi cái anh đó anh hỏi ở Hóc Môn á mà tiền xe đi tới 3 triệu em không có giao lưu được. Rồi em đo thoát thân của cây lại cho anh chị mình xem. 72. Thoát thân 72. Đây em đo hoành thân của cây 74. Em đo xích lên cây cho nó nâng cây. Rồi xích lên cây của 67 ha anh chị. Đường kính bầu của cây. Cây được cái thằng to bự. Dạ, đường kính bầu của cây 90. Đế chiều cũng được được. Dạ. Đế là lý do là bên đây có nó có nổi lên ít ha anh chị. Bên đây là chủ vườn người ta hồi xưa người ta chán á, ta chán ngang gì nè. Cái rễ nhỏ nhỏ cỡ ngón tay em nó nằm dưới này nhiều ha. Nó dồn lại có lằn xi măng ngang đây nè. Dạ. Cây này em xin giữ giá lại ha cô chú anh chị, là cây số 16 ha cô chú anh chị. Em xin giữ giá. Cô chú anh chị nào nếu có thích hợp thì alo với em ha. Rồi em báo giá cho anh chị mình cứ dễ mua ha. Chiều cao báo 4 m, tán ngang 4 m ha anh chị. Thì cây này em cũng bao là cho cô chú anh chị mình là 300 km ha. Khi vận chuyển đến nơi thì cây cũng an toàn cho cô chú anh chị mình. 4 mấy km không? Dạ. Dạ thì cây này cây số 16 em xin giữ giá ha anh chị. Thì cuối clip em cũng chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị vừa qua ủng hộ bên nhà vườn em rất nhiều ha. Em cũng chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị. Em xin chào. Em chào chị luôn. Rồi chào quý cô chú anh chị mình luôn. Thì chú mình xem ý cái nào hay trực tiếp cho giữ kênh. Có gì cô chú nhờ chụp hình lại tại cái bự to. Clip dài dài cô chú thông cảm nha. Rồi, trọng kính chào cô chú anh chị mình đây.